nói thật nó là một bên Nam bên Bắc, hay không? Mình muốn đi về bên Bắc mà mình cứ hướng về phía Nam hoài, làm sao đi tới bên Bắc được, hiểu không? Trong vấn đề tinh thần nó cũng như vậy, mình muốn theo học sự thật mà mình nói láo, tức là nó cứ 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 dằn dai ở chính giữa hoài, nó không có đi về con đường thật được, hiểu chưa? Đồng thanh tương ứng, hiểu không? Không cho nghỉ thì thôi đừng nghỉ, đợi phía rác. Ai à, cũng mệt quá. Thì nói ông bây giờ tôi thầy tôi qua lâu lâu mới qua lần á, gần đây một thở, bây giờ ông cho tôi nghỉ tôi cũng phải nghỉ à. Nói vậy ạ, tôi nghỉ thì được không? Nói để người ta hiểu chứ, nó nói thầy tôi lâu lâu mới qua lần thôi, nhiều khi cả năm mới qua lần á, rồi 2-3 năm mới qua lần, ông cho tôi nghỉ tôi kẹt quá chịu không nổi. Thà tôi mất việc thì tôi không thể không đi thăm thầy tôi, nó vậy được chứ gì đâu. Nên người ta kính nể mình nữa rồi, người ta cũng háo kỳ hỏi thầy cô là ai mà ghê quá vậy. Không tin, không tin kệ họ, chừng có nghĩ là họ biết chứ. Nhưng mà thôi đừng nghĩ. Công việc giỏi lắm mà, việc tốt lắm mà. Thường thôi, thường thôi thì kiếm việc khác được gì, sợ gì. Còn không thôi đừng nghĩ. Có dịp khác, cái lúc nào mà nghỉ kêu bằng holiday đó thì chạy theo sư phụ. Ai à, cũng mệt ha. Ok, quý vị không làm thì làm, đều đừng nói sư phụ nghe mấy cái chuyện đó. Ok, nói sư phụ la đừng có trách. Như cô đã nói người ta là cô muốn đi thăm sư phụ rồi, người ta không tin rồi, rồi cô nói bà già cô đau vậy ai tin cô nữa, người ta biết rồi. Trời ơi, mình nói láo tức là mình khinh người, hiểu chưa? Mình nói không nó ngu lắm, tôi nói gì ông cũng nghe không, này không được, mình phải kính trọng người khác, tại người ta có Phật tâm bên trong, người ta hiểu cái Phật tâm, nó hiểu mình nói cái gì không, cho nên mình nói láo là hại cho mình đó. Đừng tưởng mình gạt được cái trí óc nó thôi chứ không gạt được cái Phật tâm của nó. Cho nên lúc nào cũng nên nói thật tốt hơn hả. Tu hành dũng cảm cũng khó. Có bi có trí mà không có dũng. Cũng mệt lắm. Mình lúc nào cũng phải thẳng thắn mới được. Ok thôi quý vị nghỉ ngơi nè. Ok. Cái gì nữa? Cái này hả? Có gì còn thắc mắc nữa đó thì kiếm mấy ông thầy chùa hỏi. Ok. Kiếm trực quan, kiếm đồng kiểm hỏi mấy cái câu tầm thường thôi mà, phải không? Mai mốt tu 3-4-5 năm nữa mới hỏi sư phụ được. Bây giờ quý vị không biết hỏi gì chứ. Rồi con đi cộng tu không được rồi làm sao? Con không biết lái xe làm sao? Không biết nói tiếng Anh làm sao? Cứ nhiêu đó hoài à. Con ngồi mỏi cẳng quá làm sao? Con hỏi bấy nhiêu đó thôi, không có gì thì kiếm mấy ông thầy chùa hỏi ha. Những người mới truyền tâm ấn lên đây rảnh. Mà chuyển qua chuyển lại hoài vậy. Nhưng mà chuyển qua chuyển lại hoài vậy. Đưa người nào người nấy lãnh chứ, sao chuyển qua chuyển lại 4 năm không có tay sao? Mình lãnh để người ta khác người ta đi lãnh chứ gì mà cứ bóc bên này bỏ bên kia. Cho người nào thì người nấy lấy chứ. Đâu phải bánh kẹo đâu mà ham. Cứ vậy bị sư phụ lao rồi. Người mới thôi còn những người cũ có rồi mà, phải không? Cái sư phụ la một người là mấy người kia cũng phải biết chứ, sao la từng người la biết tới chừng nào.
mới nói người này xong cái người kia cũng làm y như vậy. Còn người nào nữa không? Hết rồi phải không? Hả? Đi đâu à? Sao vậy? À, những người nào cũ mà hết rồi muốn lãnh thêm thì được cũng được.